Ngày 22 tháng 4 năm 2015, Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm Khoa Quốc tế. Tham dự buổi lễ có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, lãnh đạo văn phòng, các ban chức năng trong Đại học Quốc gia Hà Nội, lãnh đạo các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện các đơn vị đối tác của Khoa Quốc tế, các cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của khoa. Thay mặt Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Giám đốc Nguyễn Kim Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Trung Thành giữ chức chủ nhiệm Khoa Quốc tế. Trên cương vị nguyên chủ nhiệm Khoa Quốc tế, Giáo sư Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Trọng Do gửi lời chúc mừng nồng ấm nhất đến tân chủ nhiệm khoa. Đứng trước nhiệm vụ trọng trách mà Ban Giám đốc, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội và các thầy cô giáo Khoa Quốc tế giao cho, tôi sẽ xác định cho mình một ý thức liên tục học hỏi, rèn luyện phấn đấu không ngừng về mọi mặt để góp sức cùng với tập thể khoa xây dựng khoa trở thành một cơ sở đào tạo vững mạnh, phát triển đi đầu trong xu thế hội nhập quốc tế về đào tạo, đáp ứng yêu cầu hòa nhập chung gắn với giai đoạn phát triển mới vì hương lên của đất nước và của Đại học Quốc gia Hà Nội chúng ta. Tôi sẽ cố gắng để cùng với các thầy giáo, cô giáo, các cán bộ viên chức của khoa quốc tế chúng ta hướng đến một tương lai tốt đẹp. Trong điều kiện đó, tôi rất mong muốn khoa quốc tế của chúng ta trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy những kết quả sức mạnh sẵn có, chung tay đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực, gắn bó cùng nhau làm việc, giảng dạy học tập thật tốt để vun đắp thêm những thành tích và phát huy truyền thống tốt đẹp của khoa. Và qua đó thì thấy mình có động lực để cùng với trong khoa, toàn khoa sẽ cố gắng xây dựng khoa ngày càng vững mạnh, đang thực hiện tốt chỉ đạo của đảng, làm tốt các nhiệm vụ được giao. Tôi mong là toàn thể cán bộ, chức viên chức, thầy giáo, cô giáo, toàn thể các em. Các em sinh viên, học viên trong toàn khoa cùng đoàn kết xây dựng khoa ngày càng phát triển vững mạnh, thực hiện tốt chủ trương chính sách về đổi mới giáo dục hòa nhập chung cùng với Đại học Quốc gia, xây dựng đơn vị chúng ta ngày càng vững mạnh, đặc biệt là xây dựng khoa thành một cơ sở giáo dục đào tạo đại học và sau đại học, và bước nổi về liên kết đào tạo quốc tế trong Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như trong cả nước. Và theo tinh thần là khoa sẽ đoàn kết, sáng tạo, làm việc hiệu quả. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Trung Thành bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy và Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã tin tưởng giao cho ông trách nhiệm làm chủ nhiệm khoa.